안고 있죠. องผู้รับประกาศมันต่อกับจำนวนการในที่สำนักการหนึ่งพระราชบัญญัติจุนตือรมิจวิการเป็นกระไดลูกนุ่นชี้นั่นทำไมมันต่อการตั้งทุนบุตรในดาวจะพูสะใสสมใจThank you, Mr. President. Sum Okun Lok Thien. Mr. Poncho, I will do my very best Lok, to Poncho, wrap up my questions before the end of the session, so that we can enjoy your lunch. So, my first question to you is again about the situation in April 75. You have testified about hospitals being...អំពីការចម្លៀសអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យ Are you aware that there are also តើលោកមានបានដឹងទេថាមានជនភៀសខ្លួនដែលនិយាយថា to work in hospitals ពួកគាត់ត្រូវបានគេទុកឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យធ្វើការបន្តទៅទៀតទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃ17មេសា75នោះ Non je n'ai pas connaissance de ba អត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអ្នកណាមកត្រឡប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យទេ je ne dis pas qu'il y en a pas eu mais je n'en ai pas connaissance ខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាអត់មានទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំអត់ដឹង thank you thank you អសុំអរគុណ yesterday and the day before yesterday you've also ពីម្សិលមិញនិងពីម្សិលមិញថ្ងៃលោកក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីប្រជាជនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងរឿងមួយដែលលោកបានលើកឡើងគឺមនុស្សម្នាក់ដែលលោកនិយាយថាជាមេ CIA តើលោកអាចបញ្យល់បានទេលោកសំអាងលើមូលដ្ឋានអីដែលថាបុគ្គលនេះគឺជាមេ CIA ឬក៏ជាប្រធាន CIA នោះC'est ce que tout le monde disait. មកគឺមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងនោះគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានផតាំងទេតែម្នាក់គ្រប់គ្នានិយាយថាមេសេអាដូចនៅទីនេះអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាលោកឯងជាមេធាវីអញ្ចឹងគឺគេដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹង That is correct. បាទជាការត្រឹមត្រូវហើយ Did you get a name តើលោកមានស្គាល់ឈ្មោះបុគ្គលនោះទេនៅថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលឡងតែម្ដងលោកស្គាល់ឈ្មោះអ្នកនោះទេNon, je ne sais pas qui c'est. បាទខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងឈ្មោះទេតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់រស់រាយរាក់ទាស់ណាគាត់យកអាសាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺថាដូចបែរគេមើលទៅដូចជាគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យមុនស្លាប់អញ្ចឹងDoes the name Frank Snap ring a bell with you? តើលោកអាចដឹងឈ្មោះនឹងលាលៀងអីដែរទេ Je ne connais pas son nom បាទគឺខាអត់ស្គាល់ទេមិនដឹងថាគាត់នឹងឈ្មោះអីទេ17 April 75 តើលោកធ្លាប់បានឬបណ្ដាញ CIA ប្រតិបត្តិការបណ្ដាញ CIA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរទេJe n'ai pas entendu parler d'un réseau ខ្ញុំអត់ដែលបានឮនិយាយអំពីខ្សែ CIA ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាមាន CIA រឿងនេះគឺច្បាស់ណាស់ឧទាហរណ៍ដូចពួកយើងជាអ្នកសាសនាអញ្ចឹងគេស្នើឲ្យជំនួយពីអាមេរិកហើយយើងបដិសេធ37 fois le budget de du service social cambodgien ផ្នែកសង្គមកម្ពុជា37ដងណោះដូច្នេះហើយយើងដឹងថានេះហើយជាលុយរបស់ CIA ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាមានភ្នាក់ងារ CIA នៅកម្ពុជាDo you have actual knowledge of this? តើលោកមានការដឹងឮដោយផ្ទាល់ទេចំពោះបញ្ហានេះ Mais non, mais c'était évident que la CIA est partout. គឺថាច្បាស់ណាស់ CIA មាននៅគ្រប់កន្លែង
Bởi thật, Amrit mình phát ngay nơi Việt Nam, nơi Thái, Amrit nơi Brang cơ miến này. Còn ta khi mình là tháo nhóm chữ CA thế, bởi thật, dân thật bởi thật, mình phát ngay CA nơi cơ lấy nhé. Bởi thật, bởi thật, mình bởi mắn này bởi mắn khi nhóm mặt đứng thế. Des États-Unis était une agence de renseignement. Amrit nâng có chia phát ngay CA đấy, dân đứng chữ bán nào là nơi sớp bón nó có cái đứng chắc này. Indeed, Mr. Witness. Ba chia cả tâm trạng ấy, lục xã xây. Another question for you today, but also 2 days ago. Thằng này có đôi chia cả vì bị thằng này muốn lục ban nơi dây bị chung với Michael Vickery. 2 days ago. Hai cả vì mình sau một ngày nữa lục ban chấm điểm chun ông chấm nôm chấm điểm sala đồng bóng tha Michael Vickery đã sẽ sơ phô nơi dây ông phi Campuchia cho năm 1975. Cao sắp bí, rì con bí chùm nói mùi chùm nuôn, nhằm xong đọa sẵn. Nhằm kết tha bí chì chùn bàn tựa tuôn ca bật bật mở lỡ đôi chân nè bần tác, nhằm đăng tha bí chì chùn miền ca bật bật khó khó nè nó có nông bật tê Campuchia. Bật mình nè. Lúc nè dây ông bí vay khôl Vickery đè là mình nè mặt chát đè bán rì con mở lỡ lúc lúc nè. Lúc bình dư ở bàn từ lùng từ lê mà tách bàn thế chẳng buộc cả rì con mà lô rụp lùng này. Par exemple, je l'ai rencontré, je bà từ hó nhóm chụp quốc nhóm tha lô ai rì con nhóm hay có ta lời ta bàn nhóm rì con hay khi nhóm con trơ cầm đất ra báo lục dân chìa mật phẹo nha tam phần này nô cùng với chiến dân lê phần mà chả hiện mà nè quốc chứ nè cùng mà nè nhóm mà chả nè cùng mà nè thế cầm ta dân lưu ca nghe lời ca nó có ta dân ai cái việc nè. Ça n'apparaît pas dans Cambodge à zéro, mais je m'étais rendu compte que même les jours de Tambor, le traitement était très différent entre les secteurs, même les tendances. J'ai peut-être généralisé à Cambodge des renseignements que j'ai sur le Tambor. Bị cái lại mới tới cái lại mới miền đặc nạn khóc nề một theo đôi khi không dễ làm pi sao phấm chia nẹt chia bật thiên chia mê phu một pia bộ pia bon j'en avais entendu parler nhầm lưới cái gì chắc là có chưa bật thiên phu pia bộ pia còn mình thấy to là cái lại năm chất sập làm bún bàn dân đằng trước bà thà sao phấm quạt miền tu sĩ nã cùng mà đi. Alors que ailleurs, dans Nirdei, par exemple, nous avons dit que Tamok avait bien formé ses cadres. Nous avons dit que Tamok avait bien formé ses cadres. Nous avons dit que Tamok avait bien formé ses cadres. Nous avons dit que Tamok avait bien formé ses cadres. Nous avons dit que Tamok avait bien formé ses cadres. Nous avons dit que Tamok avait bien formé ses cadres. Nous avons in your same testimony 2 days ago I no knong sathai kam kal pi msal mynh no dae lok ban nige ampi Michael Vickery tha ka kot ban chom toh to leu vinay tha vinay men ka tak taing men ten pi kalai muoy to kalai muoy keu lok ban pra piek pe nige ampi vinay da tang rang ta lok aaj riep rop oy to ban tolum lei pi vinay ni mtech ban te bon. Par exemple, bảo tiêu hó, nơi khi nông sự phơi đã bảo khi nhóm bàn tờ xê tha chạp bì mạng cả ra chất sự phẩm mùi bản thân khi nhóm mình chắc bà hát đi. Khi thầm miền tư bị xa lọc miền sẽ đầy nè nó một bị ông cả lứa. Là anh dây tha, công tích và nạc. Alors dans certains secteurs, hay nơi khi nông đầm bọn khá nó, cứ bỏ cái bỏ sai ta tôi ta cầm tích trâu ta nè na đây mình sẽ thắt nơi con nông và nã cả sẽ có cây cây nã cây đào nông nã cây đá luôn
Par contre, dans d'autres secteurs, c'était simplement obligé tous les gens des classes plus élevées à vivre comme les paysans de couche moyenne inférieure. Donc vous voyez le traitement sur une même directive, comme Teigvana écrasée. Biệt tha cầm tịch và nặng cứ tham biến cao bộ sai xây xây như thế tam tầm bàn mùi này mùi nè khác bên đây tham không mà lúc ấy cho được nặng và nặng cả phải có nè khác cứ tham phải cầm tịch chào tụi nó dans le Campuchia để chúng ta dừng tay cho lời bàn chứ không tha nơi Campuchia Campuchia tham phải tay đúng cứ tha mình sơ miên ca này non chỉ lê lệ so thế de notre COT de SEC. Je parle en français, c'est traduit en anglais, c'est en je parle en anglais, c'est traduit en français, c'est traduit en anglais, en anglais, en français, en suisse. Donc il y a une déperdition, il y a une transformation de sens. C'était un peu la même chose sélective, et qui n'avait pas de directive écrite, donc chaque représentant de la République française était miền ca và chun và chia to to này tới với ai bắt vào thì mình đầm nàng phù một phía với đầm nàng đầm bòn nó còn bên có tập tua bàn từ này nó ruộng được kia cầm tay nó tam không nó tam sọc nó cứ chia ca riệp riệp rộp tam mọt và chia to này mà chẳng qua là miền bị bắt chụp bắt đây. Ta lục bàn đăng thà lục Michael Victory để bàn rích con lộc từ lời bàn nhà xem xem đối với con dấu bài cặp sầm lập nô con ông đồng bọn xem xem hai con ông nước phong đá nô con ông cả chưa rớt chân chia luôn đầm bay sầm phía đầm na rương đại lục bàn pra nô con ông sẽ phô bỏ lộc nô đại tế. Mais bien sûr que je le sais. Je vous répète que j'ai écrit mon livre, il a été terminé exactement le 24 octobre 1976. Donc je n'avais pas la possibilité d'avoir des renseignements sur Cachet, sur Bourgogne, sur Cachet, sur Cachet, sur Cachet, sur Cachet, sur Cachet, sur Cachet. Disons globalement dans la région département, ça avait déjà pas mal de témoignages et d'autres venant de Phnom Penh également. Je sais dans mon livre que quand ils étaient partis de Phnom Penh en Mercedes, ils sont partis de Phnom Penh en Mercedes et ils sont arrivés à la frontière en Mercedes. Au début, je n'ai pas cru leur témoignage. Puis l'année dernière, il y a deux ans, je les ai retrouvés à Amiens en France. Ils m'ont expliqué comment ça s'était passé. Donc vous voyez, je n'avais pas uniquement des témoignages venant de Phnom Penh, uniquement des pauvres, uniquement des riches. Mais j'avais une palette, disons honnêtement, sérieuse. But if we go more specifically on, into his criticism, he's saying, for instance, that of the 94 refugees in the Sudan basis for your book, you listed 63 by occupation. Of those, 52 by and so he claims 42 of elite status. Have you thought about this? While selecting the background. Mais bien sûr que j'ai réfléchi à cela. Par exemple, vous avez parlé hier, qui d'entre vous a parlé du Herring d'Oslo? Le réfugié qui a le plus impressionné les gens, c'était un réfugié, un paysan de Chongkal. Cả sĩ có một bị trông cao cái nơi thằng trường và tê có chia mà lúc ở trẻ soi tê phần tái con miên mù là hai của chưa chạm ban le moins de raison de détester l'Anka puisque l'Anka était fait pour les paysans.
ông cá tôi bán thưa lắng xem cá sấu cổ thêm cất chẳng bị cha na chẳng đặt lón hay nhom trong bây giờ chưa đồng bốn cứ thà chuẩn bị luôn sắp tới chia recrutés habituellement dans les hautes classes de la société. Ils ont connu pour justifier qu'ils ne disent pas la vérité. Cáp pin sơn bằng ngay, khi nhóm này dây hai tay khi nhóm đứng ra cái bộ prai dạng mấy tê, khi nhóm này dây thắc nhóm đập nẹ bộ nẹ phiệt luôn, chạp bị khai cả nhà cho năm chất sập rộng buồn, xung tục cứ cả nhà chất sập. Je ne croyais pas ce qu'il racontait. Effectivement, les réfugiés, dans un premier temps, c'était des paysans, des citadins, et parmi les citadins, les premiers à avoir gagné la frontière, c'était les militaires, avec 6 samiettes en tête. Ensuite, il y a eu une vague de réfugiés, ça a été les Chinois.
chôn phiệt luôn một tiết cứ sao tập bụi chân cứ thảo bên ấy bắt bóng lên không bà để vọt thì hai bị tòa bị khai mạng cả ra chất sập vào mùi mốc cứ chập đào miền đầm nạ cao đi pi rồi bà buộc mai cả hôm cứ bà để vọt bà chế thập tay cứ cái chập đào lúc bóng bắt cứu bóng riêng hai chập bị khai mạng cả ra chất sập vào mùi mốc dân khơi miền crum crum bồng riên ở thì họ được chia chu tri để nhóm khơi cho bên này hay năng năng prasong và tạo mới dân khơi miền nẹt cả gì co mà đỡ phe khluôn mà đỡ bởi vì miền chào nắp xem xem nè rồi bao chân phe khluôn qui veut défendre les paysans, qui veut promouvoir la classe paysanne à laquelle j'appartiens, chasse les paysans ou force les paysans à quitter le pays, là on se pose des questions. Mais au moment où j'écris mon livre, les paysans n'étaient pas encore tous, le gros des paysans n'était pas encore parti. Les réfugiés se composaient surtout de citadins, je me conseille. Thank you, Mr. Ponchonades. Some of the people who are trying to blacken the regime. Bon, je suis d'accord avec la critique de Gareth Carter, mais ce n'est pas une critique reste recevable. Un réfugié ne dit pas forcément des mensonges, et j'étais suffisamment attentif, c'est-à-dire attention, décryptant leur récit des réfugiés, et notamment recoupons-le par la radio. Hãy khi nhóm có đọc vị trụ đảm bây bình tiên toàn mưa tha ta đôi khi nêu vị trí sẵn vạ và khi nêu ớt đảm bây từ ban phát tăng vị trí sáng nên cứ ta dân phòng mô và phục vô đảm biến mắc đảm bây bình đất mưa tha ta về miền đôi khi nêu ớt cứ dân khơi nhằm biên dạy cọc với ông ca đôi đôi khi nêu vì mình không dụng phơi khi nhóm đấy ta miền này dạy lời chẳng lại bị xin cứ thật nhóm chưa rưu sạc khay cam đại từ tua cho bán bằng phót xâm rạp trụ bà châm bà tê khi mình bán chưa rưu sẽ khai cam đại minh thuật lăng nội tệ bởi vì nhóm đơn tha bạc cát mình được kê mình được tua tệ khi nhóm vô đã sẽ khai cam na đại bộ về chân về tệ đại được tua vô ban đảm bảo cái đơn tháo bộ quạt đó nó cứ ăn được dây bồng phơi tệ cứ như vậy tại chỉ cà phê Kalpi mesal mengai lok pongso kulun lok tol ban pelasa kekam. Nopel dan ni jay ampi cun pih kulun ke tha trotai prokujat pro yang ni jay ampi kapet. Hak cium sam dok serang sam lain ni ke tha aj nang bom pelas bo domien pupuk dari sa tak kot ban tatu rong ka chi cham. Ta lok aj pun yul bon tay ban te hai ban lok a ang tha chun phe khluon aich nang pdol puodamien ban sokrat pontae ko aich bamphlas doy sa ta kot chue cham d'abord il y a leur façon de parler ba jeung ta bong jeung meul rabiep nei ka nijei robas puok kwat assez bien le cambodge à cette époque ba jeung dang cambodge chbas nei samai no khnyom suo tha lok ma vina othiho khi mà bị cục nơi chợ Poy Pet thì họ lúc bán khơi như vậy là khơi là còn đạp thà khơi như khơi nữa hay và tòa món là phum chợ nên cục tôi chứ chúng ta đã khơi ấy là lực lại nhung được chưa nhé được bây giờ dừng bình đất mưa cả lại nhỉ tòa án đang tới dừng mưa thà còn đạp bò làm gì nó cứ bật men dừng hai dừng ai đứng đây thà bởi còn làm gì vậy khó cái dừng đứng này vừa dương minh chung một cái lại mình đây ba loan chừng khi nhóm mình chia đã cái sai thế cứ cái khác nhóm cứ khi nhóm chia dương xoay dương bị khâm xa này không bị đặc công pi hay là bị đại dương phẩm mẫu đông pi tổng o hay là bọn mình tổng o mà đã
Alors je me suis dit non. Mais tu as dit la vérité. Is that people đầm nà rừng bom mà nó cứ tha bị chết chấn cọt bàn riệp rầm rừng rau để cọt bạc nâng bàn lưng về nè đòi tí hơi riệp rập rừng mà oi lộ và sân nà để kê mình bàn chlòng cắt rùn nô để chlòng cắt bàn hàng nô để tỏ tê cá lô hai nâng cũng nọt chúng tôi chung việc luôn để luôn nói chung rung chung việc luôn thả ta của cái bàn khơi rừng rào đó to ở rừng có bàn lưng sâu rừng rào nô ta và dạ nẹ nó tí thả ta lúc chưa thơ cách ca xong phiên hết đó được biệt nào Quand quelqu'un se présente avec un trou dans le trou il a reçu une balle dans le trou qui lui a laissé un trou. C'est vrai ou c'est faux? Quand je rencontre dans les camps de réfugiés, des réfugiés qui ont le laissé pour le tout un tanné, vous comprenez ce que c'est le mot tanné qu'on cuit sur les épaules, parce qu'ils ont tiré la charrue pendant des semaines et des mois. Il n'y a pas de possibilité d'erreur. C'est visible à l'œil nu. Quand quelqu'un rencontre un réfugié, họ bảo thế, LP là dân khơi chuẩn bị luôn lẽ này, nơi khơi miền bắc, khơi miền nam, thái nam này chứ, dân ai bạn sai bán thế, còn có cái vay các bạn mà thái ấy. Quand je rencontre un réfugié de Sandan, exactement, qui est vraiment un pauvre type, qui me dit que je suis tombé dans le trou, j'étais tué par les Khmer Rouges, je suis tombé dans la fosse avec des morts, et puis au bout de quelques heures, des morts sont tombés sur moi, et au bout de quelques heures, je me suis réveillé. Et puis vraiment un pauvre type, il s'appelle Tateng, on ne peut pas douter que celui-là vous dise vous raconte des salles, c'est pas possible. Il vous raconte dans le moindre détail comment lui il a écouté Sihanouk qui lui disait de prendre le Preimaki. Il me dit moi Preimaki, je sais pas ce que ça veut dire. Il a dit Prei, ça doit être la forêt, donc il part dans la forêt. Mais vraiment un illettré. Il sert le Cambodge démocratique pendant quelques semaines, et comme son cousin était militaire de l'armée. Eh bien, les Khmer Rouges l'ont tué, mais il a survécu. Ensuite, il court du côté du gouvernement, des troupes gouvernementales, il se fait attraper par les Américains, qui le questionnent pendant 10 jours. C'est pas inventé, ça ne peut pas être inventé. Ensuite, on l'envoie à Nealuin, où ses centrapes américains se trompent de cible et rasent la ville de Nealuin en 74-75. Et il est un des seuls rescapés. Ça ne peut pas s'inventer.
họ bán cái người ta qua riêng rob dân đăng bị riêng để cả lang mẹ nữa thành tóm mắc rất từ đó xem riêng il se réfugier ben, dit voilà l'Anka lui demande qu'est-ce que tu faisais, il dit je suis un paysan de base, il raconte son cours d'écologie, là il ment à l'Anka, et l'Anka prouve que ce monsieur Teng est un bon révolutionnaire, et on l'envoie garder la frontière, et puis ensuite garder la frontière, ils étaient à 50 mètres les uns des autres, ils étaient des fidèles parmi les fidèles. Et puis, un jour, un de ses copains, il y a un chinchot, un margouya qui est rentré dans l'oreille de son copain. Alors son copain était cherché un autre pour lui enlever le chinchot. Et à ce moment-là, il s'est sauvé en Thaïlande. Ça s'invente pas cela, ça ne peut pas s'inventer. Il y a des détails tellement précis qu'on ne peut pas dire qu'ils inventent. គឺយើងអាចនិយាយថាគាត់ប៉ិដិតទេឬនេះគឺប៉ិដិតមែនយើងខ្ញុំអាចថាប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះអាចប៉ិដិតមែនក៏តែយើងអាចនិយាយថាគាត់អស់សុទ្ធតែជាអ្នកប៉ិដិតទេ draw conclusions from the conclusions or try to Le réfugié raconte son histoire personnelle que j'essaye de faire détailler au maximum les lieux, les temps, les dates, qui était avec. Etc. Je lui demande pas des considérations d'ordre politique, même souvent il m'en donne, mais je ne prends pas en compte ces considérations d'ordre politique. Les conclusions d'ordre politique que j'ai dans mon livre proviennent de la radio elle-même du Kampuchea démocratique, ne viennent pas Les réfugiés ne font que donner le côté vécu de l'idéologie complètement utopique, aberrante du Kampuchea. ខ្ញុំ យល់ ចម្លើយ របស់ លោក ប៉ុន្តែ ព្រឹក មិញ នេះ ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់ លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់ សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់សក្តិកម្ម អំពី ឥរិយាបថ របស់លោក កម្មករ ឬ ប្រជាជន ក្នុង ប្រទេស ថៃ ដែល ឧទាហរណ៍ គាត់ ថា លោក បាន ផ្ដល់សក្តិ
Bà nếu như cứ chia bánh hạt vào tà lạc ca ní thầy mà đồng bánh hạt lạc ca ní thầy mà đồng ta tà lạc ca ní cắt đầy bộ cố đứa con mà nó cũng chìa chồng buộc nhóm tăng phí đàm phí máu chìa ní chìa chồng nuôi đặc nhóm cháu xuống luôn ai anh cứ thả dương dont monsieur qui sont présents ici, qui ont essayé, qui avaient de bonnes intentions au départ, et puis ensuite qui sont perdus dans cette idéologie complètement aberrante, utopique, et ils rêvaient d'un monde meilleur. Alors, et ils rêvaient d'un monde meilleur. Effectivement,
hay cả vật nát của tham biên thì cái đây nên nom để tranh mà bị khang lứ phải chưa cái đây nom phải chưa được cho được ngôn lẽ để được san nà san tha tha một nút sao ta chia một nút lõ ai ní chúng ta chia cùng nút mua than bò nước mai cái hò mai để thà đôi tờ lục san sắc ô số để chuyện như vậy tham một nút cát lang mau nút sao ta lõ thế mà đây chúng cũng thua cái phố và lùi chẳng lẽ đặt nom cho anh phu hợp mai cái hò nút aoi sẽ cái này nôm đại luôn vô tha trầm trơ là o có bàn tay để được nhóm bàn điều rõ hay để tham mình cái này nôm chỉ để đào sò thế hay để tham qua mà chiết chiêm một nút sao chiết chiêm một nút như thế này bên đây cam bị ba là tối ta như mẹ làm cả luôn miền nam này nữa chẳng tham mình khát vọng và rất bắt đầu này bọc luôn thế cái thằng chàng đại prà rồi được nhóm chắc cả muốn nhóm qua bia để hiền dans les mains, eh bien, il faut toujours faire attention à ne pas utiliser son pouvoir vis-à-vis des plus faibles. Et peut-être que les cadres subalternes n'avaient pas ce recul que ma formation m'a donné quand j'étais militaire. Chia diêm tục chặt thế là bởi cùng mọi phàm nai khuôn từ lơ nẹt sau chiên khuôn nhóc trong tu cảm đồng đã ham khoát khuôn này cùng mọi thứ chiên move on Mr. Poncho tục phong số khi ông sông bàn to từ tiền nô pe để lô nô ai chùm rồng chân phía khuôn hai nô pe để dùng để dây chùm môi lưng chân phía khuôn lúc hai chùm đẹp ông chùm rồng chùm đẹp bàn từ thế You yourself, ta lục luôn lục toàn lắm bàn chụp chun phe luôn đòi luôn ấy đứa coi chun phe luôn chuyện nè ở sma chết mà rô lục đầm bay rìp rọp rừng rào rạp luôn. Il y a les deux. Mà tham bất miên thằng pí. En France. Nơi bờ tây bờ răng. Septembre 75. Pí khai khai nhà. Quinze. Chăn làm bom bom rồi chết sập ram từ đó. và lớp tập làm mình dịch phật nhầm vì nhìn năm một con rồi chết rồi mũi cáo nó mẹ đặt non chùm một rung thiên chùm một rung mấy lúc cũng biết như dây đây ấy mà chờ chỉ tỏ ấy thì hai nhóm có mình bàn và trang ấy nên qua đây tại nhóm chuẩn bị luôn là chân tâu chụp nẹt ná này sống phiền nẹt nâng tâu cái nẹt ná mà đã cầm nọt ấy ở nhóm nó thì are you able I realize it's a long time ago, but are you able to say from 1994, which amount of
L'origine des réfugiés. Yesterday, Mr. Poncho, you were speaking about the camps in Thailand. You testified yesterday that from 1975 to 1976, there were around 20 refugee camps along the border. Later you have testified that from 1975 until 1978, there were about 50,000 refugees in Thailand. Are you able to make a differentiation in that number? More specifically, are you able to say how many refugees there were in the camps where you spoke to them when you made Oui, c'est exact. Au début, par exemple, quand j'ai passé la frontière, je vous ai dit hier, aujourd'hui, qu'il y avait quelques milliers de réfugiés.
này chân phía luôn phía bảy quan thì hai kiểu bàn chuột của kê này về của kê nhưng mà bàn chào thằng đuôi chế của ta của kê tâm tâm ở trên đường xe không ai được nhóm đây cả nhóm hai bàn quan một tiết phía bảy sẽ làm đạc rồi nó nâng tham miên phía bảy quan này mà đó kia thay bật tỏa mà tiết được kiểu bàn được làng chân ta mà sơ màu mà xài tập bốn nâng tham miên riêng cá thì hiên của chân này chân hai bật tỏa Việt Nam phòng rồi chất sập bộ mũi nâng miên mà màu mặt xài tiết nhưng tham miên của cụ bằng riêng hay nâng cụ riêng tạm bật tham sắc xa hay bộ quạt tập ổn ní 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 màu thà khai mặt ra chân hai bật tỏa chất sập bộ mũi hay bật tỏa mà tiết nhưng tham miên bộ cải sĩ co màu đầy màu tạm màu bồng tùl kịch màu này. I have seen numbers of the total amount of refugees who were in refugee camps in Thailand after the Vietnamese invaded Cambodia. And I've seen numbers rising to a million. Have you seen that yourself? Is that correct? Mais et là, je dirais, on ne peut pas parler de réfugiés, c'est des déplacements de population. Là encore, hier, on m'a interrompu à juste titre. Il y a eu une première vague de réfugiés, le 7 janvier 1979 jusqu'au 17-18 juin 1979. Il y a à peu près 80 000 réfugiés qui sont partis en Thaïlande. Ces réfugiés appartenaient aux classes supérieures qui n'avaient pas été détruites par les Khmer Rouges. Donc des enseignants, des médecins, des gens plutôt de la haute société qui avaient perdu leur famille, leur métier. Ensuite, alors, il y a eu une famine terrible au Cambodge qui a suivi la libération ou l'occupation du Cambodge selon votre bord idéologique, surtout à partir de septembre 1979. Alors là, ce n'est pas des centaines de milliers, c'est par millions que les Cambodgiens sont partis en Thaïlande. Et la communauté internationale, dans un but qui est très discutable, a organisé ce qu'on appelle un land bridge. Land bridge, c'était un peu au nord d'Aranya Pratet, ou à l'intérieur du Cambodge. L'UNICEF et la Croix-Rouge distribuaient des vivres, des semences au peuple khmer. Alors, à cette époque, il y a eu comme une noria de charrettes qui arrivait par 10 000 charrettes à bœufs qui venaient chercher des vivres et des semences. C'était un déplacement de population plus que des réfugiés. Il y en a eu des millions, je répète le chiffre, des millions. Et l'armée vietnamienne autorisait, en fermant les yeux, ça dépend des époques. Alors ensuite, à la fin de l'année 79, le gouvernement thaïlandais, sans doute conseillé par la Chine, a ouvert des camps à l'intérieur de la Thaïlande, par exemple un camp fameux qui est celui de Khao Idang, et où à peu près à 30 km à l'intérieur de la Thaïlande pour attirer ces gens qui venaient chercher de la nourriture. Et parmi ces, il y a eu jusqu'à 150 000 réfugiés dans le camp de Khao Idang. Et là, l'armée thaïlandaise recrutait des soldats pour aller chasser les Vietnamiens du Cambodge. Tout cela, ça s'inscrit dans la géopolitique mondiale. La Chine opposée à l'Union soviétique présente au Vietnam, au Cambodge par Vietnamiens interposés. Alors,
Ensuite, encore, à partir de 1984, l'armée vietnamienne, aidée par l'armée cambodgienne de M. Hun Sen, a nettoyé la frontière. Et là, il y a eu à peu près dans les 400 000 réfugiés, qu'on n'a pas appelés légalement des réfugiés, mais des personnes déplacées qui se sont réfugiées à l'intérieur de la Thaïlande. Qu'on n'a pas appelé ces camps des camps de réfugiés, mais on les a appelés des sites. Par exemple, il y avait le site 2, où il y avait à peu près 200 000 personnes, site 2, qui était plus grand que Phnom Penh. Il y avait site 8, qui était le site des Khmer Rouges. Un peu plus haut, il y avait un peu plus bas, il y avait un site, ça doit s'appeler Soksan. Je me trompe un petit peu, peut-être. Soksan, où il y avait également des Khmer Rouges. Un autre site à Ô Trao, c'était également des Khmer Rouges. Et puis, il y avait le site B, qui était tenu à peu près 80 000 personnes, tenues par le Phuong Sinpek. Et tous ces sites servaient de base arrière des différentes troupes pour aller attaquer les troupes de la République populaire du Kampuchea, où M. Hun Sen était le premier ministre. Alors, on peut discuter de l'aide internationale aux personnes déplacées, qui n'est pas neutre. C'est compliqué, la question des réfugiés et des personnes déplacées en Thaïlande, selon les époques. Thank you, Mr. Poncho. Something completely different. Today, yesterday, and the day before yesterday, you spoke extensively about Mr. Khieu Samphan. Yesterday, only once you mentioned Nguyen Chia. My question to you is, and it's a very precise question, would you be able to Je ne sais pas exactement. J'ai sans doute entendu son nom à la radio, mais comme je ne connaissais pas ce monsieur, je n'ai pas relevé ce nom. Je n'ai pas même pour le jugement organisé par l'armée vietnamienne en août 1979, curieusement, M. Nguyen Chia n'est pas cité. On ne juge que la bande Pol Pot Yeng Sary. M. Khieu Samphan n'est pas jugé non plus, n'est pas cité non plus. Et curieusement, je dis bien curieusement, car M. Nguyen Chia, selon le dernier livre de Luca, c'était le représentant de la personne formée par les Vietnamiens aux interrogatoires. Vietnamien communiste formé aux interrogatoires et en 1979, ingénument, les Vietnamiens pensaient que Nguyen Chia était sans doute, pouvait être leur homme de liège au Cambodge. Ils se sont trompés, mais ingénument, c'est pour ça qu'il n'est pas cité dans le jugement du mois d'août 1979. On juge Yeng Sary, Pol Pot Yeng Sary. Pol Pot Yeng Sary. Chengai Pi Krop Khan Phip Cham Bach Nei Kai Chlai Tot Nui Sum Nua. Sum Nua Dei Su Klay Dei. សូមសូមលោកចង់រំហើយនឹងឆ្លើយតបកម្រិតត្រឹមតែភាពចាំបាច់នឹងគ្រប់គ្រាន់តបទៅនឹងសំណួរបានហើយ Just one small additional question on Nguyen Chia, because you brought it up, let's call it the show trial in 79 against Pol Pot Yeng Sary. Have you been following Pol Pot Yeng Sary? Have you ever heard
The day before yesterday, you were speaking about Henry Kissinger and Richard Nixon. And according to my colleagues, you used a specific letter or word in Khmer to describe both of them. And that hasn't come through our Chẳng bờ sân nhà kinh dây thà không thầm thì bờ lại mấy nhưng mà bọn nó một trời ấy vừa làm nhom mơ nghe phụ đi thầm lòng trong bàn người thà lô bất chi bàn para biệt mai đã miền này thà à nó có tai mình cả bộ prai để trầm trời ta men đại thế mình bắt lời tỏ với lục xã thấy để chi mình bẹp bòn đang ong hết để từ công nọ thưa xã mạn cả đi. Mr. President, I agree entirely. Look, the content of the perspective is not relevant, but I'm just finding out what the exact rules are when it comes to interpretation. Although on many occasions, the witness has argued or stated or testified what he thinks about Kissinger, and he sort of responded clearly. But somehow, Henry Kissinger, Nixon, I don't know how that goes in reality. It's not being translated. And I've been pointing out that the fact by my Cambodian colleagues, and that's why I have that verification, not so much when it comes to content. But I can't say that I've been pointing out that the fact by my Cambodian colleagues. I'm sorry, Lok Patien. Meselmen kum an sekedei rieka, sekedei rieka ampi sekedei da kum yei pi mesel mangai. Kum kring tamien piekla, mentrai nun kum net baknyam, mopi mien panyaha bapre. Ba akun hai panyaha ni tay tay mien, pentai ang yam deh nang pinet tiang ptot rawiang ka prapra. Phía xa nơi đồng nạ cá này cả riêng trong bất tích giả đất. Mà đồng tiết vô cả bất tích giả đất này cả nà về pra phía xa đàm ở vấy dường dọc phía xa đàm đến lục bàn pra rưu có phía kỳ phía phòn bàn pra phương chế mô lật than này cả bị nứt tiên phụ tốt làng vinh rồi viên phía xa bọ pra nâng phía xa đàm đến pra nơi tình này. Chẳng mên dường dọc tại mà đó chỉ cả sạch nơi dường nơi tiên phụ tốt sạch cho mấy mà đồng tiết. បាទនេះជាកិច្ចការរបស់អង្គជំរះដែលត្រូវប្រឹងប្រែងខិតខំធ្វើឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវជាអតិបរមាសូមអរគុណ មិស្ទ័រពុនឈូអាយអាយហ្វីនីសម៉ាយអេក្សាមីណេសិនអាយវុដឡាយកថេងខ្ញុំបញ្ចប់ការសួរដេញដោលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះលោកដែលបានមកឆ្លើយតបនៅទីនេះសូមអរគុណ សូមគោរពអង្គសមរការសូមគោរពលោកប្រធាននិងសូមជម្រាបសួរលោកហ្វ្រង់ស័រប៉ុងសូខ្ញុំជាមេធាវីជាតិរបស់លោកនួនជា
Khiếm mình miên xâm nô tên lô tà thiết tế xong ở con chùm bù lô đại ban màu chùi một phư chùm bù tà lạc ca hay xong lô cũng chùi từ bệnh đời xa bạc tập hiệp xong ở con lục thiên bà ở con hay ở con hay lô phong xô phong xô ai lời ní ca tạp tạc khai cam bà lô hốt nọ bên nít ban chọc hơi vật miền bắc lục nơi ông vợ tàu có lấy miền phía chậm bài chết hơi lục ai vừa tập lập tập căn làm nơi than bắc lục rước cơ cố đằng ná đại lục miền bắc non trong tây bàn hơi ông nhập ra sôm ở cún chụp bắc lục đại bàn chụp này phía bên lìa đồng miền đầm lấy một kiểu rùm đào tập khay cắm nơi chụp bắc mốc ông chụp ra nông địa phía phía thằng ngày cẩn lại cẩn lòng một ní ai vừa có đại phía bắc mút nâng khát khom trăng phai ở phía sầm mặt phía nâng lạt phía bắc luôn ai tập khay cắm bắc lục nâng rùm phía cái tiền nơi khăn ông ca xoay đọc ca phất nông được cái đấy đi hãy sống chung vô lộp phong số phong số phong số chụp tại dòng nàng là ó người rùn nơi bộ cộp đời sắc đáy sốc sốc hẹn mừng cùl hãy môn trái đọc bà tà la ca rộn rùa chì mùi nâng môn trái nơi ông ở phía công phía xã xây nâng nạ chìm đi nông ca chung xã xây rùm đi vô tà lọc thơ căn rùm nơi thàn bà cót rùi có tì cần lây chì cô đã đại cót miền bằng trong tử bàn hói bà tò bì chọp và xạm là ca đi ai lời ní đào pin sầm rạ thay trăng hơi ai tai môn nâng sầm rạ thay trăng ông chấm đẹp sầm bạc ca phá cái sầm ca sầm nà ca pin nết phò tang sầm rạ thay ní hay trầm ní hay sầm nà ca pin nết phò tang nâng lưỡi từ một tổ thứ nơi thay chăn khi mà phơi pí khai mi sai cho năm pi pon đọ bấy chập đam pi mau phần môn bậc tử nơi thay chăn tì mà phơi pí khai mi sai cho năm pi pon đọ bấy ông chấm đẹp nâng từ sầm nà ca sắp đặt cái cam sạ xây để miền hà sơn niêm thì xí để bự yếu mà rồi đom đây là bắt đầu xuống đánh đầu môn phi đội tây tiết đời đầm nàng sạ về nhà hay sông phi kỳ bạch chấm bon để bẹ pon đồng được đây sôn sôn pi sạ sôn muối ở chỗ rùm hay nâng sạ thiên đại chuẩn chỉ điểm hay sông chấm đẹp phóng đá thay nơi được xây ni chấp vì màu muối sam thập địa tý ông chấm đẹp nâng từ sầm nà ca chia sạ thiên là nặng vì nứt vì phía xa nơi sầm nà sông mà bọc rong mới bị cà phê cái đấy lục khiêu sầm phón đại ban sông đọt lấy lục khiêu sầm phón ở nơi cài không chịu mình toán đại đặng nơi cầm cà phê nứt tam pleasure là cả phía kia đại bẹ phón đường đường nâng pành hà ní rùm miền cầm mới bị cà phê cái đấy lục khiêu sầm phón nâng sạ về nhà sông mình chơi phía kia bẹ phón châu rùm sầm nà ca ní tam phê bị lìa cầm nọt nơi rùm xiêu ní hay nâng sông sạ thiên đại chuẩn triệp nơi không sạ nà ca rồi xưa ni ông chấm đẹp có anh ấy nhát ở trong mình tivi cà phê cái đây nôn chí xã mình tivi nó mốc đầm nang đầm mình đang rọt vào bên ní mình tivi đầm nang đầm mình đang rọt vào bên ní mình đang đầm mình đang rọt vào bên ní để miên vật tầm miên được trong xã nà ca ni ai miên vật tầm miên được trong vật tục xã nà ca ni bàn trong thành nã chỉ nhẹ sân kê cả tai vẫn nọ ní phần thân bờ ở lô lô xây miên bầm đong thôi được chưa này ông chỉ biết phục vụ bởi anh nội địa mà thì không kháng nòng khuôn chuyên chập chào nôn chia từ lập tập can mà thì không kháng này ở vật cơ bên cho nâng ngày nòng khuôn quất một chỗ rùm sạm là ca với những thằng ngày chăn thì mà phải pi khai mê sa cho làm pi còn đập bay ở ban môn mong và môn phước đòi ở tục quất nơi không một tục không khuôn càng cầm sa sạm là ca đi đại mi điệp chồng ở vật cơ sở tu tập đạp quất ai chỗ rùm nâng tam đàn cái chấm là ca sạm là ca pi chấm ngày hay nâng phục vụ bởi ca chụp tập đạp ngày trăng này cứ dừng chụp chụp pin này tới hồ đầm màu muối sam tâm địa tì đời xưa này châu vinh hay bọc ao yên rồi đem tì không khéo nong khuôn lục khi sầm phong tập lập từ bắt tụp rồng trăm khang cấm hay quạp ao nong khuôn quạt tập lập một căn bắt tụp sạm nà ca đi vinh đời xưa này ở bàn môn màu muối sam tâm địa tì sầm rã chốc